Trước thềm mùa giải năm 2023 đến năm 2024 của Serie A, câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Italia, Juventus, đang đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn đáng kể. Theo thông tin mới nhất, lão bà đang phải đối diện với cuộc điều tra của Liên đoàn bóng đá châu Âu, UEFA, liên quan đến những bất thường trong báo cáo tài chính của họ trong các năm 2023, 2024 và 2025. Sự việc này đã khiến cho Juventus phải nộp một khoản tiền lên đến 11 triệu đô la Mỹ để chấp nhận trách nhiệm. Bất khả quy, câu lạc bộ này đã bị loại khỏi giải đấu Europa Conference League năm 2023 đến năm 2024. Chỗ của Juventus trong giải đã được trao lại cho Fiorentina, đội bóng đứng thứ 8 tại Serie A mùa trước. Dù không có cơ hội tham gia giải Europa Conference League, Juventus đã có một bước khởi đầu thuận lợi tại mùa giải mới bằng chiến thắng trước Udinese. Ngay ở phút thứ 2 của trận đấu, Federico Chiesa đã mở tỷ số sau một pha phối hợp tốt của đội. Đến phút 18, Dusan Vlahovic đã nhân đôi cách biệt từ chấm 11m, nâng tỷ số lên 2-0 cho Juventus. Phút 45, tiền vệ Adrian Rabiot tiếp tục gia tăng cách biệt với pha đánh đầu thành công. Hiệp 2 chứng kiến sự trỗi dậy của Udinese, họ tấn công mạnh mẽ để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của họ đều bị đổ bể bởi sự kiên nhẫn của hàng thủ Juventus. Mặc dù Udinese tạo ra tới 18 cú dứt điểm, nhưng không một cú sút nào đi vào khung thành. Kết quả cuối cùng là chiến thắng 3-0 dành cho Juventus, giúp họ có 3 điểm quan trọng trong trận đầu tiên của mùa giải. Thắng lợi này đưa Juventus tạm thời leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Serie A sau vòng đấu đầu tiên.